Kính chào quý vị. Bản tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam hôm nay, ngày 7 tháng 6 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 6 tháng 6 có 201 ca mắc COVID-19 mới trong nước. Thực hư nam công nhân Bắc Giang tử vong sau 2 ngày tiêm vaccine. Chiến sĩ công an giúp người dân Bắc Giang bị cách ly gặt lúa. Mỗi tuần, Singapore tiêu thụ ít nhất một container vải thiều Việt Nam. Bình Thuận xử phạt hai người từ Gò Vấp về không khai báo. Robot bắt đầu gọi điện thăm hỏi sức khỏe người dân. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Trong số 201 ca mắc mới ghi nhận trong nước, Bắc Giang có 121 ca, Bắc Ninh 40 ca, TP.HCM 31 ca, Hà Tĩnh 5 ca, Hà Nội 2 ca, Bình Dương 2 ca. Trong đó, 198 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính đến tối ngày 6 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 7.191 ca ghi nhận trong nước và có 1.556 ca nhập cảnh. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số lượng ca mắc mới là 5.621 ca. Thời gian qua, Bắc Giang đã gấp rút triển khai tiêm 150.000 liều vaccine COVID-19 cho công nhân trong 5 ngày để nhanh chóng tái sản xuất hoạt động trong các nhà máy, khu công nghiệp và đã hoàn tất trong ngày 6 tháng 6, nhanh hơn 2 ngày so với dự kiến. Cùng ngày, 21 bệnh nhân trong tổng số 614 bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang cũng được công bố khỏi bệnh. Hiện tại, tỉnh Bắc Giang đã có 207 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tối ngày 4 tháng 6, nam công nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn nguy kịch, được bác sĩ chẩn đoán hôn mê theo dõi xuất huyết não. Kết quả chụp CT scan sọ não cho thấy có hình ảnh xuất huyết não kích thước lớn bán cầu đại não phải, chảy máu khoang dưới nhện, phù não lan tỏa. Tới 10 giờ ngày 5 tháng 6, bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy, đồng tử giãn, không có phản xạ ánh sáng. Người nhà bệnh nhân ký cam kết xin về. Bệnh viện chẩn đoán ra viện là hôn mê sâu, xuất huyết não diện rộng. Trước đó, bệnh nhân làm việc tại công ty Luxshare được tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 từ ngày 2 tháng 6, sau tiêm sức khỏe ổn định. Theo thông tin gia đình cho biết, bệnh nhân đang ngồi nói chuyện thì bị đau đầu nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Ông Nguyễn Trọng Khoa, trưởng tổ điều trị bộ phận thường trực của Bộ Y tế tại Bắc Giang cho biết, đây là một trường hợp trùng hợp ngẫu nhiên sau 2 ngày tiêm vaccine xảy ra xuất huyết não trên người có dị dạng mạch máu não. Sau khi xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh thì cho thấy có tai biến mạch não, xét nghiệm đông máu và tiểu cầu cho kết quả bình thường. Do vậy đây là trường hợp tử vong do xuất huyết não, không liên quan đến vaccine. Có 940 người cách ly tập trung ở 23 khu cách ly và gần 8.000 người đang cách ly tại nhà nên không thể ra đồng gặt lúa. Biết được những trăn trở của bà con trong hoàn cảnh đặc biệt này, Công an huyện Yên Dũng đã đi khảo sát những hộ dân không thể tự chủ trong vấn đề thu hoạch nông sản. Đa phần là những hộ có hoàn cảnh neo đơn và thiết bị gặt không thể tiếp cận được, cần được phải gặt bằng tay. Từ 6 giờ sáng ngày 5 tháng 6, các chiến sĩ công an đã chia nhau đến các ruộng của những hộ dân cần giúp thu hoạch, mặc dù còn mệt và sốt sau khi tiêm vaccine COVID-19 một ngày trước đó. Người dân địa phương thường xuyên động viên và họ hợp tác với chúng tôi trong cuộc chiến chống dịch. Điều đó khiến những người làm nhiệm vụ như chúng tôi cảm thấy được chia sẻ rất nhiều. Thượng úy Phạm Văn Thương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Yên Dũng chia sẻ. Sau khoảng hơn 7 tiếng gặt lúa, các chiến sĩ đã giúp thu hoạch được khoảng 14 sào ruộng và một số hoa màu khác. Tính đến ngày 5 tháng 6, toàn tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 78 thôn tổ dân phố, giãn cách xã hội 28 xã phường thị trấn, 11 thôn tổ dân phố, cách ly xã hội 4 huyện bao gồm Lạng Giang, Lục Nam, Việt Yên và Yên Dũng. Trong khi Bắc Giang đang gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thì tin vui từ Bộ Công Thương cho biết vải U Hồng Thanh Hà của tỉnh này đang có mặt trên các kệ siêu thị tại Singapore và rất được yêu thích vì chất lượng và giá cả cạnh tranh. Các hộp vải đều có tem truy xuất nguồn gốc của Fairtrade do Cục Xúc Tiến Thương mại Phát triển để hỗ trợ bà con nông dân, nhà xuất khẩu áp dụng. Bên trong tem truy xuất nguồn gốc của Fairtrade có thông tin đầy đủ từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, xử lý kiểm dịch, kiểm tra chất lượng sản phẩm cho đến khi tới tay người tiêu dùng. Với tem truy xuất này, giúp người tiêu dùng Singapore yên tâm về nguồn gốc và vệ sinh an toàn thực phẩm. Dự kiến từ nay đến hết cuối tháng 7 năm 2021, số lượng vải Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này có thể lên tới 100 tấn.
Về giá cả, hiện quả vải Việt Nam ở Singapore đang được bán với giá khuyến mãi khoảng 105.000 đồng trên 1 kg và sẽ nâng lên 120.000 đồng trên 1 kg trong những tuần tiếp theo. Ngày 6 tháng 6, Chủ tịch phường Bình Tân, thị xã La Gi, Bình Thuận đã ký thông báo xử phạt đối với một người đàn ông và một người phụ nữ về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, người phụ nữ thường trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cùng với người đàn ông ngày 22 tháng 5 đến thuê phòng ở phố đá Homestay tại thị xã La Gi và lưu trú tại đây đến ngày 3 tháng 6 mà không tự giác khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Hai người đã được cho xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 và hiện đang cách ly tập trung. Trước đó, ngày 4 tháng 6, Công an phường Bình Tân cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phố đá Homestay 1,5 triệu đồng do đã có hành vi không khai báo đối với khách đến đăng ký lưu trú. Cùng với đó, UBND thị xã La Gi cũng ra quyết định xử phạt chủ Homestay này 7,5 triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Vài ngày qua, nhiều người cho biết họ liên tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 1800-1119 nhưng không dám nghe máy vì sợ mất tiền hoặc có người tắt máy do nghe không phải giọng người nói chuyện trực tiếp. Thực tế, 1800-1119 là đường dây nóng hỗ trợ khai báo y tế vừa được tập đoàn VNPT triển khai cách đây không lâu nhằm tiếp nhận các yêu cầu trợ giúp từ phía người dân. Tổng đài được tích hợp robot gọi và trả lời tự động để cập nhật dữ liệu sức khỏe của người dân, từ đó phát hiện sớm những người đang có triệu chứng để hỗ trợ kịp thời. Khi bắt máy hoặc gọi lại tổng đài 1800-1119 hoặc 01800-1119, có số 0 ở đầu sẽ không bị mất tiền như các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Ngoài ra, tổng đài 1800-1119 còn giúp người dân khai báo y tế miễn phí. Trong cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 2 tháng 6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị thành phố Hồ Chí Minh áp dụng mô hình robot gọi điện thoại tự động để hỏi thăm sức khỏe của người dân tại những khu vực có nguy cơ cao như khu công nghiệp, khu chế xuất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bản tin dịch COVID-19 sáng ngày hôm nay của Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.